ảnh ngay sau đây. Tôi là Huỳnh Bảo Ân, năm nay tôi 46 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của tôi đang làm là công nhân viên của công ty cổ phần chế biến lương thực thực phẩm. Ba của tôi có nghệ danh là Kỳ Quang, là bạn thân của chú Hùng. Khoảng năm 80-90 thì tôi có hợp tác với chú Hùng ở đoàn cải lương sông Hồng 1. Thì sau cách 30 năm, vô tình tôi gặp lại chú Hùng thì thấy cuộc sống của chú Hùng rất là khó khăn. Chú là Trần Thanh Hùng, chú năm nay 86 tuổi, nghệ danh là Phi Hùng. Trước kia chú là người nông dân ở ruộng ở huyện Thạnh Trị, ở Ngã Năm. Vì đam mê cái nghệ thuật của nghề hát mà chú mê ra đi theo các đoàn hát dụ lưu diễn. Chú là diễn viên chính của đoàn Sông Hậu 1 của đoàn Cải Lương Hậu Giang. Thời gian đi lưu diễn ở miền Bắc rồi về xa xôi quá, chú thấy sức khỏe chú kém cho nên chú đã xin lãnh đạo chú nghỉ. Về nhà hai vợ chồng chú quán bán cà phê ở ngoài lề đường. Bán buôn được cũng được đâu 5-10 năm, rồi cái là chú mới bị bệnh tai biến. Cũng còn cử động được nhưng mà nhẹ nhẹ thôi chứ không có dở cao được. Đi tất cả toàn thân bây giờ chỉ nhờ có cái chân mặt với cái tay mặt thôi. Cô bệnh tiểu đường mười mấy năm rồi, chú đi bán vậy có dư tiền bao nhiêu là mua thuốc cho cô hết trơn. Chú Thím hồi đó là sống về cái nghề bán giấy số. Còn nó khổ quá thôi chú Thím ráng đi bán, kiếm đồng tiền để nuôi tôi để cho con nó đỡ phần nào. Mưa bão gì chú cũng phải đi bán hết trơn chứ không có nghỉ ngày nào hết trơn. Bố chú Ân với chú là anh em, tình anh em nghệ sĩ. Hồi xưa chú đi đoàn kim trưởng, bố của nó là đi kim trung. Anh em quen thân với nhau lắm. Cái mong muốn của chú là già có tiền để mà lo trị bệnh với rồi ăn sống hàng ngày là đủ rồi. Chứ ngoài ra không ham muốn gì nữa con ơi, không có ước mong gì được. Tôi muốn tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ để hỗ trợ cho chú nghệ sĩ cải lương Phi Hùng. Lên đường tổng quân xa phố phường xa tiếng mẹ hiền, cho dù biên cương hay hải đảo muôn ngàn hiểm nguy, mẹ ơi dừng chí quê nhà sức khỏe mẹ hãy gìn giữ, con sẽ quay về trong nhịp bước của đoàn quân ca. Trong những bước của đoàn quân ca, mẹ ơi đoàn hành quân qua nhiều hiểm nguy gian khổ, đêm từng đêm con giáp mặn với quân tù. Biên giới xa xôi hay hải đảo mình mù, đoàn chúng con không hề lao núng khi chiến trường đạn pháo ầm vang. Bước quân hành dài súng nặng mang đi gìn giữ quê hương vườn ruộng xóm làng. Nắng trưa hè gai gắt giọt mồ hôi, đêm biên thùy được chào đón anh đến với Hát Mãi Ước Mơ. À, anh nãy giờ anh thể hiện là em thấy mọi người hưởng ứng, mà thấy Trấn Thành còn hát theo anh nữa, có vẻ như là khả quan đấy ạ. Quan cái gì? Quá êm. Quá êm ạ. Chịu. Trời đất ơi, cái người thì có chút xíu hà, mà hơi ở đâu nó quá trời luôn, cất lên hào sảng vang dội. Mà hôm nay anh hát, anh xử lý, anh luyến lái, anh đẩy mấy cái nốt mà lòn xuống dưới, dẫm lên chân mây, đơ 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 đơ, trời nghe nó đã gì đâu. Đêm biên thùy sương rơi lạnh giá, cái màn đầu á là thường người ta hay rung, mà anh đã hát ổn như vậy rồi, em tin là anh sẽ đi xa lắm. Tăng một nụ hôn rực rỡ. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Mà anh
em hỏi anh chút nè, anh hát hay vậy đó, rồi sao anh không theo con đường cải lương của cha mình? Thật ra thì mình cũng là con của nồi cải lương. Thì chú Hùng là đồng nghiệp của ba, cho nên mình mới xin qua đoàn cải lương sông Hậu 1, là cái đoàn của chú Hùng á, là mình đi theo, mình giao micro cho từng diễn viên. Nhờ cái công nghệ thông tin bây giờ trên YouTube á, thì mình mới thấy có những bạn sinh viên đăng là nghệ sĩ Phi Hùng bây giờ chú phải bôn ba bán vé số, chú trải qua một cơn bạo bệnh tai biến. Thực sự thì nghe anh tâm sự thì nãy giờ em có cái một cái cảm giác là em nhìn thấy hình ảnh của em ở trong trong cái hình ảnh của anh. Bởi vì ba em cũng là nghệ sĩ và em cũng là con nhà nòi. Nhưng rồi do hoàn cảnh cho nên là ba mẹ cũng không đi hát nữa. Cảm ơn anh đã cho em những lời ca tiếng hát rất là ngọt ngào và chia sẻ một câu chuyện vô cùng ý nghĩa về chú Phi Hùng.